một khẩu súng bắn tỉa, có thể đi trong chế độ là phối hợp. Nay mình xin giới thiệu đến các bạn khẩu súng bắn tỉa có khả năng đi phối hợp càng lướt rất khỏe và qua màn phát tranh. Ở đây thì mình chỉ đi phối hợp thường, còn khó với lại chế độ phối hợp cao hơn thì mình chưa đạt cấp để đi thì mình không biết. Ở đây đó, mình có một khẩu súng bắn tỉa. Của nó hiện tại là max level 50 là 64 ngàn. Sẽ đi chơi chế độ phối hợp thử cho các bạn coi. Khẩu bắn tỉa này trong tay thì chúng ta có thể combo rất là nhiều quái liên tiếp. Khẩu này trong chế độ BK thì chúng ta chỉ được bắn một phát sau đó thay đạn, nhưng trong chế độ phối hợp thì mình có thể bắn liên tiếp được 3-4 phát gì đó, mình nhớ không rõ, nhưng mà được bắn liên tiếp sau đó mới thay đạn một lần. Bây giờ mình sẽ bắn thử cho các bạn coi. Đây con này đi. Chờ nó đứng lại đó. Đây. Chờ chết. Cái nhà bắn súng giảo thì có thể là chuyện luôn. Đó. Một chết. Đó, một phát ngay giảo thì chết luôn. Chết con chim luôn. Đây mình sẽ dùng súng bắn tỉa này để khi gặp bác luôn. Đó, anh Kim một phát là sắp chết rồi. Đâu súng này là chỉ là được một cách. Thì có thể là xin lỗi nó luôn, không cần cãi.
của khẩu súng này rất là khủng khiếp. Chúng luận tại phu khoa, cảm quay chất hủy thăng. Này phát bắn là đã có nghĩa là tại vì một phát bắn của mình tới 1.700. Như đây mình thấy 3 phát bắn là xong. Cái kia gì? Đó, con này. Con này một phát là ngửa máu. Con này thì bây giờ ở Việt Nam mình nhìn nó tàu bò lắm. Cái bắn đã mấy chục viên đạn một số máy thì nó kích nữa. Con này thì chắc cũng tiêu diệt sớm thôi. Yêu áo nó 5.700 máu luôn. Nếu các bạn thấy video mình làm hay thì hãy like, subscribe kênh Video Game FHD để theo dõi những video mới nhất về game chiến dịch hiện thoại. Những tính năng chưa được cập nhật ở phiên bản game của Việt Nam.